Mộng Tuyền ơi, em thấy chị đi không phải một mình mà còn có thêm những người bạn để tham gia nữa. Nhưng mà có lẽ giây phút này chị dành những cái kỷ niệm tuyệt vời nhất mà chỉ có chị trong cái thời thanh xuân nhất cùng với nghệ sĩ Tùng Lâm đã có những cuộc hội ngộ với nhau, không chỉ trong cuộc sống mà còn trong nghệ thuật. Dạ, cảm ơn Thực. Thực xin là cười lại khán giả, các bạn thân thương. Là thật sự mà nói thì lúc Tuyền còn rất nhỏ, Tuyền thường đi hát, anh là người tổ chức, giống như là dân tộc đó luôn. À, dạ. Là anh là bầu sôn. Bầu sôn. Dạ, mình dùng cái chữ bây giờ là bầu sôn, nhưng hồi đó là anh là cái người tổ chức. Và anh cũng đã cái bằng dạy dỗ những cái ca sĩ nhiều lắm, được nổi tiếng là ba là cũng nhờ ơn anh. À, thật sự mà nó hồi nhỏ thì kêu cứ bằng chú, nhưng mà lớn lên thì không còn kêu bằng chú nữa, kêu bằng anh. Dạ, bởi vì cho nên là hôm qua đó chị nói với lại nghệ sĩ tài danh mà Hồng Tơ, mà người mà em thân thương của Tuyền đó, kêu anh Tùng Lâm bằng ba, mà kêu thì bằng chị thì không được, không có công bằng, tôi phải kêu nó vậy, là kêu chị bằng má phải không? Đúng rồi, thì kêu bằng má. Thành ra Hồng Tơ mới kêu bằng má chứ mấy cái bằng chị được. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, Tuyền xin tiếp tục nói chuyện cho quý vị nghe. Bây giờ thì anh đã ra đi rồi, anh là một cái sao anh tốt lắm, anh Tùng Lâm rất là tốt về đạo đức, những người mà như vậy là thật sự kính mến. Em biết là không bao giờ có ngày gặp gỡ người ta ra đi rồi diễn diễn rồi, nhưng mà Tuyền hình ảnh tâm hồn của anh vẫn còn mãi mãi trong Tuyền. Những người làm việc chung với anh biết anh thật là tốt, anh thật là dễ thương. Và cái người thường thường người ta nói biết là anh sống bằng tâm hồn, anh không có sống là gì vật chất đâu. Có những khi bọn xô vậy đó, mà nhiều khi không có tiền cũng tối rồi. Thành ra những hình ảnh đó thì vẫn thương mấy anh. Mấy anh nói rồi sau này là anh Duy Ngọc đó cũng vậy đó, mấy anh quá tốt. Cho nên những nghệ sĩ của tụi Tuyền đó phải cần có những người đó, những người mà làm đứng lên để mà tổ chức cái chương trình đại nhạc hội. Thì hồi xưa tôi đừng nói là ban tập lục có từng lắm. Dạ, tất cả trong chương trình đó thì nhiều tiết mục lắm, tiết mục khác thay đổi hoàn toàn. Cho nên nó mới ăn khách, cho nên thường thường đó hát ở rạp quốc thanh và rạp vũ đạo thường thường đổi qua đổi lại, mà anh là cái người một show nổi tiếng anh tổ chức nhiều nhất. Dạ, thì hồi đó thì tôi được đi hát rất nhiều, bởi vì khi mà hát cái lương mỗi đêm cho đoàn Thanh Minh rồi đó, thì chủ nhật thứ bảy chủ nhật thì hay đi hát cho mấy cái này, hát nhạc, hát thoại kinh, rồi hát cái lương, cái gì cũng hát hết. Cho nên Tuyền cũng là tập lục. Dạ, thành ra Tuyền nhật anh ra đi rồi thì lúc trước Tuyền chỉ gặp anh, Tuyền đi về đây khi mình hát về thì gặp anh, thì gặp ở tại phòng trà của Bảo Thu á, thì Tuyền gặp anh vui luôn rồi, anh chưa hát thì chia sẻ với anh rất nhiều, cũng thăm hỏi anh và có đi số điện thoại của anh. Hôm nay thì chị cũng hay tin là anh đã ra đi. Thì thật sự mà nói thì cái ra đi nào cũng đau đớn hết. Dạ, khi mình mất người thân yêu. Nhưng mà tôi nghĩ là anh đi cũng rất thọ. Dạ, cho nên là chúng ta buồn khi mất anh, nhưng mà chúng ta an tâm là anh sống anh không còn đau đớn nữa. Tuyền xin thương kính chúc cái hương hồn anh có mặt nơi đây, anh phù hộ, anh độ trì giúp cho gia đình, những người thân yêu của anh được mọi điều may mắn, và cho chúng ta, cho nhân loại bất hổ. Bởi vì thật sự mà nhân loại bây giờ thì thấy khổ nhiều, sao mà bệnh tật nhiều quá. Mấy hôm nay tiếp tục những người đồng nghiệp của Tuyền ra đi, giống như Bảo Anh mới vừa ra đi, rồi bây giờ tới đời anh Tùng Lâm, mà những người tên tuổi, những người tài hoa, và những người đó rất là đạo đức, họ sống vì nghề nghiệp, vì yêu nghề, chứ không phải là mọi tin vật chất. Cho nên những người đó thì cúi đầu,
đọc tạ ơn anh. Anh là người đã thương nghệ sĩ, anh đã lo, và anh cũng là một người nghệ sĩ tên tuổi. Mà hôm nay chúng em đến đây để tiễn anh, hát đêm nay để tiễn anh. Dạ. Yeah.